Thúy Nga chính thức lên tiếng vụ bị cảnh sát đuổi khỏi nhà vào nửa đêm, vén màn uẩn khúc phía sau. Thúy Nga thời gian qua trở thành tâm điểm chú ý của dư luận khi vướng vào ồn ào liên quan đến pháp luật tại Mỹ. Theo đó, đoạn clip có tựa đề Thúy Nga bị cảnh sát đuổi ra khỏi nhà vào lúc nửa đêm được chia sẻ rầm rộ khắp nơi. Khán giả hoang mang, không hiểu nữ doanh hài đã vi phạm điều gì hay gặp vấn đề gì nghiêm trọng, thế nào mà dẫn đến chuyện không may trên. Chiều ngày 14 tháng 3 theo giờ Việt Nam, Thúy Nga đã chính thức lên tiếng giải đáp một số thắc mắc của khán giả, đồng thời cũng là trấn an mọi người. Nữ doanh hài cho biết, mình vốn đã hứa không đưa chuyện nhà cửa này công khai với mọi người, thế nhưng không rõ vì sao clip cảnh sát đến nhà lại được phát tán lên mạng như vậy. Cô khẳng định, mình đủ điều kiện mua nhà ở Mỹ mà không cần nhờ đứng tên hộ như dư luận đồ thổi. Thế nhưng vì quá vội vã nên Thúy Nga đã phạm phải sai lầm lớn dẫn đến chuyện không vui như mọi người đã biết. Nữ danh hài hứa hẹn sẽ nói rõ chuyện này để dư luận rút kinh nghiệm từ mình. Sẵn đây Thúy Nga cũng trân trọng một lời mời, Tường Minh cùng Thúy Nga và một vài nhân chứng cùng bước ra ánh sáng để ngồi trước công chúng, khán giả, cộng đồng mạng để chúng ta có thể đối chất câu chuyện được mọi việc chính xác, sáng tỏ hơn. Chứ không nên ở trong bóng tối điều khiển mọi người đưa ra những câu chuyện không đúng sự thật. Nước Mỹ là một nước pháp luật rõ ràng, chuyện gì cũng phải có giấy trắng mực đen, chứ không thể nào nhờ người khác đứng ra nói hộ để thành câu chuyện không chính xác, hoàn toàn không căn cứ đúng sự thật. Thúy Nga viết trên trang cá nhân. Cuối bài đăng, Thúy Nga khẳng định sẽ giải thích với báo chí, truyền thông rõ ràng hơn trong tương lai. Cô cho biết mình sẽ kể lại những việc bằng giấy trắng mực đen để mọi người hiểu rõ hơn câu chuyện. Hiện, chia sẻ của Thúy Nga vẫn đang gây sự chú ý trên mạng xã hội. Nhiều fan để lại bình luận, mong nữ danh hài sớm vượt qua ồn ào này.